hai là việc cân bàn. Khi chúng ta nhận được máy in thì mặt bàn đã bị ép lại để tránh ta chạm với đầu phun. Việc cân bàn thì chúng ta cần một cây lục giác và một nem cạc kèm theo máy. Chúng ta để nem cạc ở ngay đầu phun. Bàn cũng rất là lỏng. Chúng ta vặn 4 con ốc ở 4 góc bàn ngược trên kim đồng hồ cho đến khi đầu phun mời va chạm vào nem cạc. Các bạn di chuyển đầu phun nhẹ nhàng từ từ để tránh làm hư đầu phun. Về chế độ ao chung hơn. Sau đây ba đây mất cơ cho nhựa vào đầu phun. Trước tiên thì chúng ta cần hạ cái bàn xuống. Chúng ta vào một hai nô. Chụp xét. Chúng ta vặn đầu phun. Thank you.
ý quan sát nhựa ra đầu phun đều như thế này. Sau đó chúng ta nhấn stop. Nếu các bạn muốn lấy nhựa ra thì các bạn vào một menu, vào một Fireman, unlock Fireman và chờ nhiệt độ cũng gia nhiệt đến 210 độ. Sau đó chúng ta nhấn cái nút xanh này xuống và lấy ống chất lông ra. Các bạn quan sát thì sẽ thấy motor nó sẽ quay xuống và sau đó motor mới quay ngược lại và lấy nhựa ra. Sau khi lấy nhựa ra các bạn nhấn stop. Marker vừa hướng dẫn các bạn thay nhựa tự động. Sau đây Marker xin hướng dẫn các bạn thay nhựa bằng tay. Các bạn vào một menu, chọn Control, Preheat, chọn một Bela và đợi nhiệt độ đầu phun gia nhiệt đến 210 độ là nhiệt độ yêu cầu của Bela. Sau khi gia nhiệt xong, các bạn dùng lực của tay ấn nhẹ vào trục đồng như thế này. Sau đó đưa sợi nhựa ra cách đầu nhọn, vào lỗ đồng và ấn và dùng sức ấn xuống cho đến khi nào mà sợi nhựa chảy ra ở đầu phun. Sau đó các bạn mở tay ra và gắn ống thép lông vào đầu phun như thế này. Và đây là cách lấy nhựa ra. Các bạn cũng vào một Control, Preheat, chọn Bela và đợi nhiệt độ đầu phun gia nhiệt đến 210 độ. Sau đó các bạn ấn nút màu xanh để lấy ống tiếp âm ra. Sau đó dùng bật của tay rất nhẹ một lần và lấy sợi nhựa ra như thế này. Đây đã kết thúc quá trình thay nhựa.